nhằm đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo về thu gom, phân loại và tái chế rác thải bảo bì nhựa. Ngày 22 tháng 10, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tập đoàn Unilever Việt Nam và hiệp hội doanh nghiệp Anh tại Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024 tại Hà Nội. Theo nghiên cứu của Tập đoàn Tài chính Quốc tế IFC và Ngân hàng Thế giới, mỗi năm Việt Nam có đến 2,62 tấn rác thải nhựa không được tái chế, dẫn đến hao hụt 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương 2,2 đến 2,9 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, giá thành của các sản phẩm tái chế thường cao hơn 25 đến 30% so với các sản phẩm nhựa thông thường. Trong bối cảnh đó, cuộc thi giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024 là sân chơi để các cá nhân tổ chức tìm kiếm giải pháp mới về thu gom, phân loại và tái chế rác thải, bao bì nhựa phù hợp với thị trường Việt Nam như công nghệ nhựa sinh học phân hủy tại nhà, chuyển đổi bao bì đa lớp thành các sản phẩm công nghiệp có giá trị, đổi mới các liên kết trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, nhiều giải pháp đã được thử nghiệm thực tế, giải quyết các thách thức trong việc thu gom và tái chế bao bì nhựa mềm, làm tăng giá trị của sản phẩm.